Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món tép rang thịt. Món này ăn cơm nóng rất là ngon, nhất là những ngày mưa. Chúng ta thưởng thức một ít cơm nóng và một miếng tép rang thì còn gì bằng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện món tép rang thịt nha các bạn. Để thực hiện món tép rang thịt đó, thì gồm có khoảng nửa ký tép rang nha các bạn, 2 muỗng dầu điều, 200 g thịt nè, thịt ba rọi, gia vị thì gồm có muối, đường, bột ngọt, bột nêm, hành, tỏi và ớt. Ở đây thì các bạn muốn cho tép nó có màu đẹp thì các bạn thắng màu rìu nha, còn nếu không có cũng không sao nha. Ở đây mình để mấy cái hộp có màu đều cho các bạn thấy nè. Là cái màu đều dầu này á, thì các bạn ra ngoài chợ các bạn mua cái, nói người ta bán cái hạt màu đều, sau đó về các bạn thắng với dầu nha, để nó có được cái màu đẹp như thế này nè. Và khi mình nấu á, thì mình bỏ cái hạt này ra nha các bạn, không ăn hạt này nha, để cho nó lên màu đẹp. Ngoài ra thì để cho tôm được ngon thì chúng ta dùng nước mắm. Ở đây mình dùng nước mắm cá hồi Chinsu cho bạn. Nước mắm này nó độ đạm, nó độ mặn nó ít nên kho thịt nó sẽ rất là ngon nha. Bây giờ chúng ta sơ chế các nguyên liệu. Ở đây thịt đó thì các bạn sắt lát mỏng vừa ăn nha. Các bạn có thể là sắt theo bằng hai lóng tay hoặc là sắt sợi nhuyễn cũng được ha. Ở đây mình dùng ba rọi để cho nó thơm, nó béo hơn cái cho thịt tôm của mình á, nó sẽ có độ béo và ngon ngọt hơn ha. Nếu mà các bạn rang không cũng được, nhưng mà rang không thì về tôm nó sẽ không có độ béo nhiều hơn là có thịt vô nha các bạn. Cọng hành này chúng ta cắt khúc nha các bạn. Còn hành lá này chúng ta cắt nhuyễn. Các bạn chú ý phần tép này, khi các bạn mua về các bạn cắt đầu, khi mà các bạn cắt đầu xong các bạn ngâm muối thì các bạn nhớ lấy cái phần đầu tôm này ra nha các bạn. Đây, cái phần này, đây là cái phần thức ăn của tôm mình, nếu mình không lấy ra mình ăn nó sẽ bị sảm nha các bạn. Các bạn có thể là cắt vỏ rau hoặc là lấy luôn cả phần vỏ này, nhưng mà tép rang nếu các bạn lặt hết đó, thì nó sẽ nhìn con tép nó trơ trọi nên mình sẽ để lại nha. Các bạn chú ý lấy phần hết cái phần này ra nha các bạn. Đây, những con tôm này mình đã lấy ra hết rồi nè, các bạn chú ý nha. Còn ở ngoài ra thì mình phải lấy cái phần chỉ ở trên lưng của con tôm nè, cái phần này. Đây là tép nhỏ nên mà các bạn không cần lấy chỉ. Đây, các bạn sẽ lấy phần chỉ đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt nồi lên bếp và chúng ta rang thịt nha. Cho khoảng 2 muỗng canh, cho vào đây 1 muỗng canh dầu điều nha các bạn. Tác dụng của dầu điều ở đây là giúp cho thịt chúng ta ra có màu đẹp và tác dụng của dầu điều là giúp cho thịt chúng ta có màu đẹp và nhìn nó tươi sáng hơn nha các bạn. Các bạn có thể cho dầu điều hoặc là không cho dầu điều tùy sở thích của mình nha.
Cái dầu đã nóng chúng ta cho tỏi vào chúng ta phi nha. Khi tỏi đã thơm thì chúng ta cho hành phi vào. Hành tím này chúng ta phi nha. Ta rang đến khi nào mà hành và tỏi thơm vàng thì chúng ta sẽ cho thịt vào. Khi tỏi chúng ta đã vàng, chúng ta cho thịt vào nha. Chú ý là mình mở lửa lớn nha, không mở lửa nhỏ nha các bạn. Các bạn làm cho săn cái phần thịt này. Ta cho vào đây một muỗng canh đường, một muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê bột nêm. Cho vào đây nửa muỗng cà phê tươi. Chúng ta cho vào nửa muỗng hoặc muỗng canh nước mắm nha các bạn. Chúng ta vừa chín tới thì chúng ta sẽ cho hết cái phần tép vào nha các bạn. Các bạn chú ý chúng ta cho phần tép này vào. Tép này nó có nước nên các bạn không cần phải cho nước nha. Các bạn đảo đều và chùm lửa riu riu để cho thịt và tép thấm nha, rất gia vị nha các bạn. Tép chúng ta bắt đầu nó ra nước rồi các bạn, chùm lửa dừa để cho nó thấm gia vị nha các bạn. Hay trong tép nó có nước nên các bạn không cần phải cho thêm nước ha. Mình cho thêm nửa muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê bột nêm. Một muỗng cà phê bột ngọt. Chúng ta sẽ trộn đều lên. Tép này nó đã bắt đầu cạn nước rồi, chúng ta sẽ riu riu cho nó đến cạn nước nha các bạn. Các bạn chú ý là mình ram thịt mình không được để còn nước thì nó sẽ không ngon nha. Cái màu tép của chúng ta rất là ngon nè. Các bạn thấy không? Chúng ta sẽ ram đến khi nó cạn nước nha. Rất là thơm nha các bạn. Cái này mà các bạn ăn cơm với cơm nóng là rất là ngon luôn nha. Thơm quá. Tép của chúng ta bắt đầu cạn nước, các bạn riu cho nó cạn nha. Tép chúng ta đã chín rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho hành vào để tắt bếp nha. Đây, nồi tép rang chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra. Dĩa tép rang thịt chúng ta đã hoàn thành. Rất là thơm ngon đậm đà hấp dẫn. Mong sau video này các bạn sẽ làm cho gia đình mình một món tép rang thật là ngon đậm đà hấp dẫn nha. Ăn kèm với nó là một chén cơm trắng nha. Nha các bạn, mình cho một miếng tép rang vào. Ăn cùng với một ít cơm trắng như thế này thì rất là ngon, không còn gì nữa ha.
Mình cho một miếng dưa và một miếng tép vào đây. Các bạn sẽ cho vào miệng thì cảm giác rất là thơm ngon ha. Và đến đây thì video của mình đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha.